Mai tôi muốn thông báo bạn tin hơi buồn. Kênh TikTok tôi vừa bị ban. Đấy. Tôi phải nói thật với các bạn là tôi cũng đéo hiểu vì sao. Đấy. Tôi là một con người rất là thật thà, rất là chất phát. Đấy. Kể từ ngày tôi nuôi nấng một giấc mơ là lập một kênh TikTok và sau đấy có nhiều anh em vào xem để có thể lôi kéo được những anh em cũ, những anh em từng gắn bó với kênh YouTube của tôi để có thể quay trở về với kênh YouTube của tôi. Đấy là hiện tại là mục đích duy nhất của tôi lập kênh TikTok đấy, chứ không phải để chạy view hay làm gì cả. Đấy, nhưng mà nói chung là kênh TikTok của tôi mới lập được đâu đấy tầm 2 tuần gì đấy hay là 3 tuần gì đấy. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có khoảnh khắc thời gian bên nhau rất là mặn nồng. Đấy, kể cả tôi vẫn lẫn thằng Lawkeeper. Đấy, tôi đã từng có khoảnh khắc rất là vui sướng bởi vì video tôi có một video của tôi lên được 30.000 view. Đấy, nhưng mà đéo hiểu tại sao mẹ bỗng dưng một cái khoảng thời điểm rất là ngẫu nhiên. Tôi vừa ngủ dậy phát thấy là thằng tôi bật Facebook lên thấy thằng Lawkeeper nó gửi nó gọi điện cho tôi một cuộc gọi nhỡ. Thế là tôi tưởng nó gọi tôi có chuyện gì, thế xong tôi bấm vào. Xong nó gửi tôi cho một cái hình ảnh, đó chính là kênh TikTok của tôi bị thông báo là tài khoản của bạn đã bị cấm vĩnh viễn do vi phạm hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi nhiều lần. Đấy, tôi cũng đéo hiểu lý do vì sao mà TikTok lại có một cái quyết định đấy đến kênh của tôi. Đấy, anh em tôi cùng ngồi nghiên cứu thì thằng Lawkeeper nó có gửi cho tôi là có khả năng kênh của tôi bị ban bởi vì là nhiều lý do. Thứ nhất là có thể là máu me, cảnh bạo lực. Đấy, sau một hồi tìm kiếm thì nó lại gửi cho tôi tiếp một cái ảnh là có thể kênh TikTok của tôi bị ban vì hút vape. Đấy. Sau một thời gian ngắn hai anh em tôi cùng tìm hiểu thì bọn tôi lại thấy có rất nhiều kênh ở trên TikTok vẫn có thể hút vape và bắn chích bình thường, bắn sứa, bắn o bình thường, không liên quan gì cả. Đấy, mà kênh tôi cũng chỉ đăng video chơi gameplay, gameplay và phản ứng reaction thôi. Đấy, không hề đăng những cái phản cảm, những cái thử thách lột quần áo hay gì đấy. Đấy, xong tự nhiên bây giờ tôi nhận được cái thông báo này. Đấy, khi mà tôi bấm vào tải dữ liệu để xem là cái report nó báo là gì. Đấy thì hiện tại là hệ thống đang xử lý. Đéo thấy nó gửi cho tôi, nó báo cho tôi là tôi bị ban vì sao. Đấy. Thì trước đấy là tôi cũng nhận được một cái tin nhắn của bên TikTok Đông Nam Á. Thì trước đấy họ nhắn cho tôi, họ bảo với tôi là bên TikTok thấy kênh YouTube của bạn chơi game rất là hợp, muốn mời bạn về lập kênh TikTok để được hỗ trợ. Đấy, nhưng mà hồi đấy thì tôi không có định hướng làm TikTok. Nhưng mà sau khi bị ban này, tôi đã tìm đến fanpage TikTok của Đông Nam Á để tôi gửi sự nhờ sự giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy trả lời các bạn. Đấy, thì tôi đang mong muốn là được một sự hỗ trợ từ các anh chị em. Ở đây nếu mà có ai làm kênh làm liên quan đến agency TikTok hay là gì đó thì có thể mẹ trợ giúp tôi được không? Cho còn mẹ hiện tại là tôi đéo biết là tôi mẹ bị cái đéo gì. Mẹ. Khổ vãi quyết. Mẹ chán đéo chịu được. Mẹ. Trầm cảm vãi, mẹ thề luôn. Đấy, thế là bài văn của tôi đến đấy là hết, kết thúc. Đấy, rất ngắn gọn, xúc tích. Thằng này thấy bảo dạy bận lắm. Anh em chờ tí gọi Tuấn Ngọc Phạm nhá. Nhờ nó thử xem nào. Hôm nào lại phải mời nó cốc cà phê. Alo ạ. Em à? Em đây ạ. Ừ, anh Phương đây mà. Vâng. Ờ, em có đang bận gì không? Em cũng không bận lắm ạ. À thế à? Ừ thế anh vâng. Cũng thấy là em cũng có chơi TikTok, kênh em to ấy. Thì gần đây anh cũng mới lập một kênh TikTok thì chủ yếu là để đăng mấy cái đoạn anh chơi game thôi. Nhưng mà nói chung kênh cũng lập được tầm chục ngày thôi. Nhưng mà tự nhiên hôm nay anh thấy TikTok báo là kênh anh bị ban vĩnh viễn vì vi phạm cái hướng dẫn cộng đồng ấy. Thì anh không biết là cái gì, thì không biết là em có thể có ai quen hỏi cho anh được không nhỉ? Vâng, cái này thì nói chung là nó cũng là lĩnh vực em làm ấy. Thì về cơ bản là mình ăn gậy thì nó cho xuống thôi, thì nó xóa kênh rồi. Ồ, thế nhưng mà kiểu nó không báo trước hay nhào em? Vấn đề là cái luật của TikTok là mình phải nắm ấy ạ. À luật phải nắm chứ nó không báo à? Ý là ví dụ có những cái luật, ví dụ như máu me này, chửi tục này, à, ở hang này, ừ. Những cái như thế thì nó sẽ không báo anh đâu. Ủa, thế cơ à? Thì anh là... mấy hôm nay anh cũng làm God of War ấy, thì về cơ bản cái God of War thì nó cũng có chém giết xong máu me ấy. Đúng rồi. Thế là nó ban vì quả đấy à? Con game đấy năm nay em thấy nó cho thêm mấy cái quả R3 ấy, quả chặt đôi được 3 người ra thì nó ban đúng rồi. À thế cơ à? Ui, thế bây giờ mình làm mình phải né mấy cái đấy ra hả em? Vâng, bây giờ anh làm về cái gì? Anh làm được bao nhiêu follow rồi?
Đâu, kênh anh chắc được 200 follow. Thế đấy là kênh vớ vẩn mà vẫn bị gõ nên anh mới thấy buồn cười. Chứ còn kiểu mấy kênh to thì nó sẽ kiểu Vâng. nó khắt khe hơn thì nghe nó hợp lý ấy. Không anh ạ, không anh ạ, nó gõ hết đấy, bởi vì là cái đội ngũ làm việc kiểm duyệt của nó gắt lắm, nó không muốn cái nền tảng của nó bị ảnh hưởng bởi bởi mấy cái đấy máu me rồi 18 cộng đâu, nên là con God of War nó là 18 cộng rồi. Nhưng mà sao anh thấy nhiều đứa nó vẫn đăng leak lên mà nó không bị gì em nhỉ? Thế là nó lách kiểu gì nhỉ? Nói chung là lag thì có nhiều cách anh ạ, nhưng mà lag thì vẫn phải tôn trọng lỗi của nó. Ví dụ là sẽ có những cái phần che đi chẳng hạn, hoặc là reaction hay nào đấy, là như nào đấy, nhưng mà rất nhiều cách lag. Nhưng mà về cơ bản là anh phải, kênh của anh có phải nằm ở trong một cái bột lag này, hiểu tốt pháp luật, anh phải làm rất lâu thì anh cũng hiểu, và anh bị đập nhiều lần. Hoặc hai là anh ở trong một cái MCN giống như là MeToo hay nào đấy, của trên TikTok nó phải có những cái MCN như thế, thì hồi đấy nó sẽ hỗ trợ cho anh. Bên em có một cái, anh có làm thì hôm nào anh em ngồi nói chuyện thế nào. Được em ơi, tại tại nói chung là bây giờ kiểu nó báo như thế xong rồi nó có cái phần mà mình tải cái report về để xem là mình bị cái gì hay sao ấy, nhưng mà anh bấm vào Vâng. thì nó ghi là đang xử lý, chưa chưa thấy gửi. Ôi, nói chung là vô nghĩa anh ạ, anh không phải tải về đâu. Kênh đấy của anh vứt đi làm lại. Coi như Bây là giờ vứt đi luôn à? anh hôm nào gặp anh ngồi cà phê với em, thì em sẽ định hướng cho anh làm từ thế từ đầu. Chứ còn bây giờ nếu mà anh re-up lại thì nó sẽ không ăn thua đâu. À thế Và anh à? vâng, làm khổ lắm. Được Bây rồi, giờ mình thế có thời gian công sức mình đầu tư làm lại từ đầu, làm đúng cái form, chuẩn form của TikTok. Bây giờ à. TikTok nó muốn anh đang, nó sẽ đẩy các kênh game, nhưng mà cái kênh game nó phải làm theo chuẩn form, ví dụ như là anh reaction này, anh chia sẻ về game này, thế còn hoặc là anh highlight lại những cái pha của anh đấy, Anh hiểu, là anh hiểu. Thì nhưng anh mà cũng định đăng phải mấy đúng cái đấy chuẩn thôi. cơ. Bởi vì Vâng. anh ban đầu anh cũng tưởng là kiểu TikTok nó cũng nó không dễ hẳn, nhưng mà kiểu nó sẽ kiểu mấy cái trường hợp mà hở ngực các kiểu thì ok mình không mấy, rồi là như nào đấy thì mình cũng tránh, nhưng mà ai ngờ ở mấy tình huống trong game nó cũng tính hết luôn à. Khổ vãi. Bình thường là nó sẽ không tính đâu, nhưng mà bản chất là cái con game này nó là 18 cộng đấy ạ. Nó là Red A đúng không? Red gì nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó 18 cộng ạ. Vâng, thế nên là có thể là nhiều con game nó không phải là Red 18 cộng, nó không phải là Red Error, mình bắn súng vẫn ra máu me nhưng mà nó vẫn cho. Còn có thể là cái con này nó mang những hình ảnh máu máu me quá đáng, thì cái hội đồng TikTok nó sẽ họp và nó sẽ đưa ra quyết định là có cấm tất cả hình ảnh con em đấy hay không, anh hiểu không? Ví dụ như là tuần trước có cái vụ ở ở Hàn Quốc ấy, là chen lấn xô đẩy, là cũng phải ngồi lại họp để xem rằng là những cái video mà có hình ảnh chen lấn xô đẩy có bị là bờ hoặc là có bị xóa đi hay không, bởi vì là nhiều đứa trẻ con nó nhìn vào nó bảo là kiểu khó thở đấy, cũng phải như thế cơ. Ok, anh hiểu rồi. Nói chung là nó làm gắt lắm. Nghĩa Bây là về cơ bản là giờ những cái mà những cái sản phẩm hoặc là những cái thứ gì nó theo xu hướng là về cơ bản trước đấy là sẽ được cái hội đồng với TikTok của người ta check trước đúng không? vâng, Xong người ta sẽ nói thống chung là nhất. mình không biết đâu, mình không biết Ok, giai đoạn đấy anh đâu, hiểu rồi. chỉ khi nào anh ngồi trong bếp có người tỉ tai cho anh về những cái Ui. phần đấy thì may ra. Vậy phải đá nhỉ? Thế nếu mà Vâng. anh thì anh nghĩ là mày cũng bận nên là anh cũng không dám hỏi, nhưng mà hôm nay kiểu bị này gắt quá nên anh mới mạn phép Vâng. gọi hỏi em. Nếu thế nếu mà Có sắp gì đâu tới anh. em có thời gian rảnh thì anh em mình hẹn bữa cà phê, thì có gì em chia sẻ cho anh với. Ok anh, nhưng mà anh em ngồi phải, em sẽ tìm hiểu cho anh ra vấn đề, anh làm cho chúng tử tế. Chứ còn nếu mà anh cứ re-up thế này thì khổ lắm, nó sẽ Ok không lên ok anh đâu. hiểu rồi. Vâng. Thì anh cứ nghĩ là nó làm bình thường thì anh cứ up thôi, nhưng mà bị quả này sợ Không, quá. bọn đây cũng chuối lắm ạ. Không, Ok, tin thế anh cảm ơn rồi. nhá. Ở thế hôm Ok nào anh. hẹn Vâng, thì chào anh em mình hẹn nhau cái nhá. Cảm ơn em anh. nhá. Vâng, Anh em chào chào em. anh. Em hết. Đấy mà. Đấy bây giờ lại thế mà. Thì nếu mà bảo tôi lập kênh đàng hoàng thì ok, tôi cũng lập đàng hoàng, tôi làm đàng hoàng, nhưng mà kiểu mình không có công thức gì cả, mình cứ up thế lên thôi, biết đéo được vãi lì, khó thế. Con mẹ. Cay vãi.